đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố rò rỉ khí cờ lo ra môi trường tại trạm xử lý nước sông Miện, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Huyện Xí Mần phát động phong trào thi đua thực hiện tám lời bác hồ căn dặn đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ vaccine, hóa chất phòng chống dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm quản lý trường học. Huyện Mèo Vạc tiêu hủy hơn 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hà Giang không có các tuyến xe khách dừng nằm đi vùng cao. Mục gương sáng quanh ta Nguyễn Văn Dần, một gương sáng làm theo lời bác. Cuối chương trình là chuyên mục Từ nghị quyết đến cuộc sống số tháng 9 năm 2014. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau vụ việc do dỉ khí cờ lo ra môi trường xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 9, làm ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu và sức khỏe của người dân sống xung quanh khu vực trạm xử lý nước sông Miện thuộc tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Ngày mùng 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản hòa tốc số 2962 về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và xử lý sự cố rò rỉ khí cờ lo của trạm xử lý nước sông Miện. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Hà Giang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý sự cố và bảo vệ môi trường với nội dung như sau: thực hiện các biện pháp kỹ thuật xử lý không để xảy ra tình trạng dò dỉ khí cờ lo phát tán ra môi trường xung quanh, tiến hành xử lý ba bình chứa cờ lo thải loại còn tồn lưu tại nhà máy nước, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo quy định Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014. Quản lý sử dụng hóa chất, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và các biện pháp ứng phó với sự cố rò rỉ, thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động để đảm bảo vận hành tốt, xử lý kịp thời khi sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra, không để ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh, kịp thời thông báo cho nhân dân trong khu vực khi xảy ra sự cố để có biện pháp phòng tránh an toàn, thực hiện ngay đề án bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định làm cơ sở triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng chống sự cố trong quá trình hoạt động, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2014, thường xuyên báo cáo việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lên Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường. Huyện Xín Mần vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, thực hiện 8 lời bác hồ căn dặn đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, dự lễ phát động lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, tin của cộng tác viên Việt Trung phong trào thi đua đã đề ra những mục tiêu và các nội dung cụ thể là phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu cơ bản theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, phát huy tính chủ động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua đoàn kết, thống nhất, đổi mới, đột phá. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện ủy xin mần nhấn mạnh trong 53 năm qua thực hiện 8 lời dạy căn dặn của bác hồ đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện xin mần đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng dốc sức, vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nhưng bên cạnh đó, tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, một số chỉ tiêu về kinh tế còn thấp so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng. Tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao, vì vậy cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn và những mặt còn hạn chế và yếu kém. Vì thế, các cấp ủy đảng chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc và tích cực thực hiện 8 điều Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc Hà Giang để góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Ngày 11 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viễn thông Hà Giang tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý trường học mạng giáo dục Việt Nam VNEDU. Tham dự lớp tập huấn là cán bộ tin học của phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tin của phóng viên Duy Quang và Tiến Thành. Mạng giáo dục Việt Nam VNedu được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai đến 47 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, đang được các sở giáo dục đánh giá là ưu việt, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu quản lý, dạy và học trong hệ thống giáo dục. Đây là sản phẩm được phát triển trên cơ sở nghiên cứu khảo sát thực tế một cách kỹ lưỡng, bám sát các văn bản quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và đã ứng dụng thực tiễn trên toàn quốc từ nhiều năm nay ngoài các tính năng chủ yếu đáp ứng yêu cầu về quản lý điều hành và đánh giá chất lượng giáo dục sản phẩm còn chú trọng đến các tính năng hỗ trợ nhà trường trong công tác giảng dạy và học tập như thư viện giáo án điện tử diễn đàn trao đổi học tập phần mềm xếp thời khóa biểu mạng xã hội giáo dục website cho các trường học đồng thời hỗ trợ người sử dụng dùng các thiết bị cầm tay cũng có thể tham gia tác nghiệp với tính năng nổi trội như sản phẩm dễ sử dụng, thân thiện với môi trường, an toàn và bảo mật là sản phẩm đáp ứng tốt và đầy đủ công tác quản lý dạy và học của nhà trường. Đây là mục tiêu triển khai miễn phí và toàn diện phần mềm quản lý giáo dục trên mạng giáo dục Việt Nam VNEDU của Tập đoàn Biêu chính Viễn thông Việt Nam thông qua Viễn thông Hà Giang tới tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có quyết định xuất cấp không thu tiền vaccine hóa chất sát trùng cho các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn và Bạc Liêu. Tin của phóng viên Trần Trang. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao công ty trách nhiệm hạn Tân An thực hiện xuất cấp không thu tiền 100 tấn hóa chất sát trùng Crozin cho tỉnh Bạc Liêu phòng chống dịch bệnh thủy sản. Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất cấp không thu tiền 15.000 liều vắc xin lở mồm long móng tam giá và 15.000 lít hóa chất khử trùng Bencoquit cho tỉnh Lạng Sơn. Công ty cổ phần dược và vật tư thú y xuất cấp không thu tiền 10.000 lít hóa chất sát trùng cho tỉnh Hà Giang phòng trừ dịch bệnh trên gia súc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tiếp nhận số vaccine và hóa chất sát trùng trên sử dụng đúng mục đích, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, phòng chống dịch bệnh bùng phát, nhất là ở thời điểm giao mùa. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quan trọng khác. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đồng Văn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2014-2019, tin của cộng tác viên Ngọc Mỹ. Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đồng Văn đã bám sát chương trình, kế hoạch của cấp trên, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương để tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động lớn như thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, thanh niên lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đồng Văn đã phối hợp tổ chức được 68 lớp dạy nghề ngắn hạn và dài hạn về kỹ thuật trồng nấm, may mặc, sửa chữa điện dân dụng, sửa chữa xe máy, tập huấn về công tác hướng dẫn viên du lịch cho trên 2.000 hội viên tham gia. Chú trọng triển khai các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên trên toàn huyện. Qua đó xuất hiện những cá nhân tập thể điển hình tiên tiến cho phát triển kinh tế gia đình với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các chương trình hành động khi tổ quốc cần xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động vì cộng đồng cũng được tổ chức sôi nổi như ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo, khám và cấp phát thuốc miễn phí thành lập 29 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, thành lập 9 đội thanh niên xung kích vì an ninh tổ quốc gắn với phát triển kinh tế. Đại hội đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ, 85% hội viên thanh niên được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đoàn tham gia chương trình của hội, phấn đấu mỗi cơ sở hội 100% đều có mô hình kinh tế giỏi. Mỗi cơ sở hội thành lập và duy trì hoạt động ít nhất một câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 3 đến 4.000 hội viên mới. Tại đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đồng Văn khóa mới với 31 thành viên và hiệp thương cử 10 đại biểu dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn đã khen thưởng cho 12 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Nhằm kịp thời động viên khích lệ các sinh viên có thêm động lực đến trường, tối ngày 12 tháng 9 tại quảng trường 26 tháng 3 thành phố Hà Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình trao học bổng tiếp xúc đến trường cho 151 sinh viên vượt qua khó khăn vươn lên học tập của 6 tỉnh cụm miền núi Đông Bắc Bộ. Tin của phóng viên Tuấn Quỳnh. Học bổng tiếp sức đến trường dành cho tân sinh viên ra đời từ năm 2003 với thông điệp không để bất cứ một bạn trẻ nào ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam vì nghèo khó mà phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học. Sau hơn 10 năm, chương trình đã trao gần 8.000 suất học bổng cho các tân sinh viên vượt khó khắp cả nước trúng tuyển đến với giảng đường cao đẳng đại học với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Tiếp tục đồng hành cùng tân sinh viên của 6 tỉnh cụm miền núi Đông Bắc Bộ gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tiên Quang và Hà Giang. Học bổng tiếp sức đến trường năm nay sẽ trao 151 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cùng một phần quà cho các sinh viên vừa đỗ tốt nghiệp vào các trường cao đẳng đại học. Trong đó tỉnh Hà Giang sẽ có 31 em được trao học bổng. Đây đều là những tấm gương về tinh thần vượt khó để học tập, đạt kết quả tốt. Để có thời gian học tập, có tiền đóng học phí, các em đã phải luôn nỗ lực vừa học vừa làm để phụ giúp bố mẹ. Nghị lực vượt khó, nỗ lực học tập rèn luyện để thi đỗ vào các trường cao đẳng đại học của các em là những tấm gương sáng cho học sinh sinh viên cả nước học tập. Cũng trong khuôn khổ chương trình trao học bổng tiếp sức đến trường các tân sinh viên được nhận học bổng đợt này sẽ tham gia khởi công xây dựng điểm trường tại thôn Thượng Lâm, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên bằng nguồn vốn do báo tuổi trẻ vận động tài trợ, tham gia viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia huyện Vị Xuyên. Ngày 10 tháng 9, đội kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc đã tổ chức tiêu hủy hơn 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là lần tiêu hủy số tân dược lớn nhất kể từ đầu năm 2014 đến nay. Cộng tác viên Minh Đức đưa tin. Trong số thuốc tân dược bị tiêu hủy có nhiều loại khác nhau như thuốc viên, thuốc tuyếp, các loại cao dán, thuốc bôi, dầu cao, xoa bóp, thuốc chữa tiêu chảy, vân vân. Giá thuốc rất rẻ, chỉ từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng tùy theo từng loại thuốc. Toàn bộ số thuốc đều dán mác có chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Được biết từ tháng 8 năm 2014 đến nay, đội kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc đã mở đợt cao điểm ra soát lại tất cả các hoạt động mua bán thuốc tân dược trái phép. Qua kiểm tra đã thu giữ được nhiều loại thuốc tân dược từ bày bán chui lủi tại chợ phiên các xã thị trấn trên địa bàn. Những người mua bán đều không có chứng chỉ hành nghề, nhiều đối tượng kinh doanh bất hợp pháp khi thấy lực lượng chức năng đã tìm mọi biện pháp lần trốn hoặc tẩu tán số hàng, do vậy rất khó khăn trong công tác quản lý. Tới đây đoàn kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc tân dược không rõ nguồn gốc để nâng cao nhận thức cho nhân dân đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ tai nạn xe khách giường nằm của hãng Sao Việt tại Lào Cai vào tối ngày 1 tháng 9 đã làm 14 người chết và 34 người bị thương, thì vấn đề quản lý và kiểm soát xe khách giường nằm đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều bộ ngành địa phương. Tại Hà Giang, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có tổng số 47 xe khách giường nằm đang hoạt động. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, thì các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh không có loại hình xe khách giường nằm mà chủ yếu là các phương tiện có sức chứa từ 30 chỗ ngồi trở xuống. Và do các doanh nghiệp vận tải nội tỉnh đăng ký tham gia khai thác, phản ánh của phóng viên Hải Hà và Hồng Duyên. Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Giang, hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 195 xe hoạt động vận tải hành khách cố định. Trong đó có 47 xe khách giường nằm, bao gồm các xe của doanh nghiệp ngoại tỉnh và nội tỉnh đăng ký khai thác. 100% loại hình xe khách giường nằm khai thác vận tải hành khách ở tuyến Hà Giang đi Hà Nội, Hà Giang đi một số tỉnh miền xuôi. Việc quản lý xe khách giường nằm được Sở Giao thông Vận tải Hà Giang quản lý theo đúng với những quy định của nhà nước. Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang cho biết. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn các cái doanh nghiệp và luôn luôn là tuyên truyền các cái doanh nghiệp ấy là thực hiện, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải phải tuyên truyền cho chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm túc các cái quy định đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe nói chung. Thế và bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các cái doanh nghiệp bằng các cái văn bản quản lý nhà nước là chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong cái việc tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì cũng cũng đôn đốc luôn và hướng dẫn người dân là nghiêm chỉnh thực hiện các cái quy định an toàn khi đi trên xe khách và khi tham gia giao thông. Sau vụ tai nạn xe khách giường nằm thảm khốc tại tỉnh Lào Cai, khiến 14 người thiệt mạng và 34 người bị thương, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải cấm loại xe giường nằm đi vào địa hình cua, dốc đường hẹp, tương ứng là loại địa hình miền núi. Trên thực tế, xe giường nằm thường được thiết kế hai tầng khá dài, do vậy đi vào các địa hình đường nhiều góc cua, dốc hẹp thì nguy cơ bị tai nạn cao. Bên cạnh đó, loại xe khách giường nằm chủ yếu thường đi đêm, chính vì vậy các yếu tố về thời tiết địa hình sẽ khiến cho người điều khiển phương tiện khó kiểm soát được tay lái nên dễ gây tai nạn. Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang cho biết thêm. Đối với doanh nghiệp trong tỉnh thì chúng tôi cũng đã có cái cái tuyên truyền và có những cái hướng dẫn riêng, thế cho nên là các doanh nghiệp ở trong tỉnh thì cũng đã chấp hành rất tốt chỉ bố trí xe có sức chứa từ 30 chỗ ngồi trở xuống để đi các cái tuyến các huyện vùng cao. Thế còn đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh thì với cái việc mà ở truyền thông rộng rãi thì chúng tôi cũng mong rằng là các cơ quan truyền thông khuyến cáo đối với các doanh nghiệp tham gia cái kinh doanh vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng, theo hình thức du lịch thì cũng chú trọng về cái mặt an toàn là cái tiêu chí mà hành khách hướng đến duy nhất. Thế thì cái việc mà để khuyến cáo cái việc này thì chúng tôi cũng muốn là đối với cái đặc biệt cái địa hình của các cái huyện vùng cao ấy thì nên các cái doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải đặc biệt là kinh doanh du lịch vận tải hành khách bằng du lịch ấy, thì nên sử dụng cái xe mà có sức chứa từ 30 chỗ ngồi trở xuống. Để đảm bảo an toàn cho loại xe dừng nằm nói riêng và các loại xe hoạt động vận tải hành khách nói chung thì không những cần nhiều giải pháp đồng bộ của các cơ quan chức năng chính quyền các cấp mà cần sự vào cuộc của mọi người dân của cả cộng đồng. Trong đó các doanh nghiệp vận tải hành khách và người điều khiển phương tiện cần phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho mình và cho hành khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Hà Giang. Mục Hương sáng quanh ta. Thưa quý thính giả và các bạn, đã 53 năm kể từ ngày Bắc Hồ lên thăm Hà Giang nhưng đến nay những lời dạy căn dặn của bác vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đã và đang được đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hà giang học tập và nói theo từ đó cũng ngày càng có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện tốt tám lời dạy của bác tiêu biểu trong số đó là ông nguyễn văn dần thôn tân tiến xã vương độ thành phố hà giang đã học được ở bác đức tính tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo ghi nhận của phóng viên nguyễn tâm và hoàng lan Ông Nguyễn Văn Dần sinh ra và lớn lên tại thôn Tân Tiến, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Năm 2011, ngay sau khi có chủ trương vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác, Mặc dù diện tích đất của gia đình không nhiều, nhưng vì sự phát triển của địa phương, ông Dần đã bàn với gia đình và Hiến 150m2 đất để mở rộng đường giao thông. Và cũng từ đó, ông bắt đầu mở rộng chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu ông dần xây dựng kiên cố lại 200 mét vuông ao thả cá vốn có trước kia của gia đình, mua máy xây sát gạo về để vừa phục vụ cho gia đình, đồng thời phục vụ cho bà con nhân dân trong thôn trong xã. Cùng với đó, ông tiến hành chăn nuôi thêm lợn và nuôi ếch thử nghiệm. Với mô hình tổng hợp của gia đình ông dần tuy không lớn, nhưng hàng năm gia đình ông cũng thu về được từ 60 đến 70 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Qua đó, đã từng bước giúp gia đình ông ổn định cuộc sống, vươn lên thành hộ khá trong thôn. Chia sẻ với chúng tôi về lý do thôi thúc ông phát triển kinh tế, ông dần cho biết: Ông luôn phấn đấu học tập theo tấm gương của bác, mà đặc biệt là học những điều căn dặn của bác khi người lên thăm Hà Giang. Đó là đức tính chuyên cần, là sự ra sức tăng gia sản xuất chăn nuôi để có cơm no áo mặc là sự đoàn kết chặt chẽ, yêu thương giúp đỡ nhau cũng như luôn tìm tòi những cây con giống mới phù hợp với địa phương để đưa vào nuôi trồng thử nghiệm. Giờ đây khi cuộc sống của gia đình ông đã dần ổn định với kinh nghiệm và số vốn tích lũy được, ông dần dự tính trong năm tới sẽ tiến hành mở trang trại tổng hợp VACR. Ông Nguyễn Văn Dần, thôn Tân Tiến, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang chia sẻ. Giờ tôi học bác là được là gia đình tôi là, là chăn nuôi lợn này, chăn nuôi ếch này và chăn nuôi cá, chủ yếu là phục vụ gia đình và trong thôn và trong xã. Học được nhiều điều này tất nhiên thì mình vừa mình làm được xong tới đây tôi sẽ giúp ví dụ như anh em và trong thôn và trong xã có ai yêu cầu ví dụ như học cái, cái kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng rất chia sẻ. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, Ông Dần cũng luôn nhiệt tình trao đổi, giúp đỡ các hộ dân trong thôn về kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi. Được bà con nhân dân trong thôn tin tưởng tín nhiệm. Và với vai trò là tổ trưởng, tổ tự quản trong thôn, ông Dần luôn hoàn thành nhiệm vụ, tình hình an ninh trật tự của thôn được đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phương Độ, thành phố Hà Giang cho biết. Trong xã cũng như thôn thì bà con nhân dân cũng đã học tập làm theo lời Bác Dặn thì các bà con nhân dân các dân tộc trong xã cũng đã thực hiện tốt nhưng mà điển hình nhất là nhà ông dần thì cũng đã có hướng phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như phát động phong trào như là góp đất hiến đất mở đường giao thông vận nông thôn còn tiếp sau đây là ông Tạ Đức Toán phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Giang ghi nhận trong cái năm vừa qua thì ủy ban mặt trận tổ quốc làm tốt công tác tham mưu cho thường trực thành ủy phối hợp với ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái chủ trương sách của đảng pháp luật nhà nước nhất là việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chính vì vậy cho nên nhân dân các dân tộc trên thành phố hà giang trong năm vừa qua đã làm tốt công tác phát triển kinh tế đã xây dựng được 89 mô hình trong đó có mô hình nhà nguyễn văn dần của thôn tiến thắng xã phương độ đó là mô hình phát triển kinh tế có nhiều cái tính khả thi hiện nay đã nuôi đứng con ăn học đến nơi đến chốn thì thấy rằng là cái nguồn thu nhập của gia đình của anh dần rất là cao thì trừ đó đấy là cái gương học tập làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh đối với anh Nguyễn Văn Dần thì trên cơ sở đó mặt trận tổ quốc tiếp tục phối hợp ủy ban nhân dân với các tổ chức thành viên của thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân và thực hiện tốt việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Dần chỉ là một trong rất nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo lời bác Hiện nay, đối với Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn phấn đấu thực hiện 8 lời dạy của bác khi người lên thăm Hà Giang để qua đó từng bước góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một giàu đẹp văn minh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Hà Giang. Chuyên mục Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý thính giả và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 19 – nhiệm kỳ 2010-2015 xác định chủ đề là đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, phát triển bền vững. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ghi nhận của phóng viên Hồng Quang và Văn Hương, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hoàng Su Phì là huyện thuần nông, con đường thoát nghèo duy nhất phải bắt nguồn từ nông nghiệp xác định rõ hướng đi ngay từ đầu nhiệm kỳ đảng bộ huyện hoàng su phi đã ban hành nhiều chính sách đột phá trong sản xuất nông lâm nghiệp những cơ chế kích cầu mạnh được triển khai đã tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp không chỉ đảm bảo an ninh lương thực còn có sản phẩm trao đổi trên thị trường thành quả lớn nhất và được coi là bài học quý báu đó là tinh thần đoàn kết cùng sự đồng sức và quyết tâm cao trước các mục tiêu nghị quyết đề ra của 4.967 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở đảng và sự đồng lòng của đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện. Đã biến tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ với 14 mục tiêu và 61 chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2010-2015 thành các đề án chương trình trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Ông Nông Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiến Phố, huyện Hoàng Sô Phi nói. À, đối với xã Chiến Phố về cái mặt các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế thì hàng năm hầu hết là đối xa xã phố là chỉ đạo sản xuất trồng lúa ngô và cây đậu tương hàng hóa thì hầu hết là năm nào cũng đặt và vượt về so với chỉ tiêu của huyện giao còn đối với các cái chỉ tiêu về chăn nuôi cũng như là thì cũng đảm bảo đạt tổng tổng đàn. Trong đột phá sản xuất nông nghiệp của huyện tập trung vào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, hệ số quay vòng của đất. Với phương án hỗ trợ sản xuất theo công thức luôn canh, tư vấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, hỗ trợ vật tư phân bón, lãi suất tín dụng, được triển khai đồng bộ và đã phát huy được hiệu quả. Từ cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện, nhân dân đã tích cực đẩy mạnh sản xuất. Đến nay, diện tích gieo cây lúa đạt 3 ha, đạt 102% sản lượng đạt 21.363 tấn, đạt trên 91%. Ngô gieo trồng được 4.095 ha, đạt 107,8%. Sản lượng đạt trên 12.000 tấn, đạt gần 78% nghị quyết. Đối với cây đậu tương, huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất theo hướng hàng hóa, theo hướng tập trung đến nay diện tích đậu tương đạt trên 5.470 ha, đạt trên 99,5%, sản lượng đạt trên 6,5 nghìn tấn, đạt gần 82% nghị quyết, tăng trên 336 tấn so với năm 2009. Trao đổi với chúng tôi, ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì cho biết: Đến thời điểm này cũng là một đã vượt so với các chỉ tiêu mục tiêu mà đại hội đã đạt ra. À các mô hình phát triển kinh tế xã hội cũng đã và đang được triển khai à, rất là hiệu quả. À tính đến thời điểm này thì phải nói là các cái mô hình đó đã đi vào được lòng dân. À cụ thể thì hiện nay cái như là diện tích đô thông canh cũng đã đạt trên 9% mà cái tỷ lệ đói nghèo đã giảm à, cơ bản đến thời điểm này và đến năm à, 2023 à, chỉ còn 33%. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, vấn đề quảng bá tuyên truyền để người dân hiểu nghị quyết được đặt lên hàng đầu. Vì thế sau 4 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đã có chung một tiếng nói và ý Đảng luôn hợp với lòng dân. Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa và hình thành vùng sản xuất tập trung. Nhiều giải pháp đã được áp dụng để thực hiện chủ trương này. Trong đó, giải pháp mấu chốt từ cơ quan phòng nông nghiệp là cơ quan thường trực đã tham mưu tích cực cho huyện trong việc nhận định đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược và xây dựng đề án. Ngoài ra, Hoàng Su Phì đã có hướng đầu tư đúng nhằm tạo thương hiệu cho vùng chè. Diện tích chè của huyện hiện có 4.227 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 11.000 tấn. Mỗi năm từ vùng chè đã mang về cho người dân nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Trên vùng chè hiện nay không còn hộ đói, số hộ khá giàu chiếm tỷ lệ cao. Ông Hoàng Bình Rơi, bí thư đảng ủy xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phi nói. đảng bộ xã Tân Tiến, hơn rất nhiều chỉ tiêu. Trong đó cơ bản, cho đến giờ phút này, cơ bản các chỉ tiêu chúng tôi đã cơ bản đạt được 80% trở lên. Trong đó, nổi bật nhất là về công tác sau đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo là rất cơ bản. À, từ đầu nhiệm kỳ đến tôi tỷ lệ hộ nghèo là 59,2%. Thì nhà 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 cho đến bây giờ là còn 39,1%. Trong chăn nuôi, huyện đã đề ra nhiều giải pháp như tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ phát triển chăn nuôi từ khâu chọn giống, cung cấp thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, dịch vụ thú y, mạng lưới chợ buôn bán gia súc thực hiện tốt chương trình phát triển đàn gia súc gắn với đẩy mạnh phát triển trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, tổ chức khảo sát, đánh giá đàn bò sinh sản, làm tốt công tác quy hoạch phát triển đàn bò giống. Bên cạnh đó, huyện cũng ban hành các cơ chế mạnh hỗ trợ chăn nuôi, trâu, bò lợn theo hướng trang trại. Đưa tổng đàn trâu đạt 19.332 con, tăng gần 6%, đạt gần 97%. Đàn bò gần 5.000 con, tăng 6%, đạt 100% nghị quyết. Đàn lợn gần 60.000 con, đạt 88% nghị quyết. Từ những điều chỉnh trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp người dân Hoàng Sốc Phì no cái bụng, nó còn góp phần giảm nhanh số hộ nghèo với mức bình quân 8% một năm. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hoàng Sô Phỉ xác định muốn xây dựng thành công nông thôn mới thì mỗi cán bộ và người dân phải thông suất chủ trương giải pháp thực hiện chương trình. Qua 3 năm triển khai thực hiện, huyện Hoàng Sô Phỉ đã hoàn thành được 1.785 bể nước, 1.751 nhà tắm, 2.643 nhà vệ sinh, láng bó nền nhà được 342 hộ, nâng cấp mở mới và đổ bê tông được 177 km đường giao thông nông thôn. Nói về vấn đề này, ông Phan Sành Phấu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi tâm sự. Đến thời điểm này thì dân, đặc biệt là dân rất là ủng hộ về cái công tác xây dựng nông thôn mới này. Đặc biệt là đường giao thông nông thôn thì huy động dân đóng góp hiến đất để xây dựng đường giao thông là đến thời điểm này là hơn 12.000 mét vuông và làm được 6,8 km đường bê tông 2,5 m. Hiện tại bây giờ là sàn chi là mở đường đến các thôn lại xe ô tô đi được. Với mục tiêu xây dựng đảng là then chốt, kinh nghiệm lớn nhất đó là toàn đảng bộ tập trung lớn cho cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt tại chi đảng bộ vừa đảm bảo tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu, vừa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Một trong những giải pháp quan trọng được triển khai nhằm xây dựng đảng vững mạnh là việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng Bộ huyện cũng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết chung 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Thông qua kiểm điểm, mỗi tổ chức cá nhân nhận thức rõ hơn tình trạng và những biểu hiện suy thoái. Trao đổi với chúng tôi, ông Lèng Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pố Lộ, huyện Hoàng Sơ Phi cho biết thêm. Về Đảng ủy xã Pô Lô thực hiện nghị quyết trung ương 4, đến giờ là thực hiện 4 năm. Đối với, đối với Đảng ủy xã Pô Lô thực hiện đối với trên địa bàn xã Pô Lô là thứ nhất là đối với Đảng ủy chỉ đạo đối với các bí thư chi bộ và ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng ủy để bạc và thống nhất để sự chỉ đạo về công tác xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là về cái công việc trong thời gian vừa qua là đối với đảng ủy xã Pô là thực hiện rồi đó là đánh giá phân xếp chất lượng đảng viên thực hiện nghị quyết chương 4 là đến thời điểm này là đối với địa bàn trên xã Pô là không có đảng viên và quần chúng vi phạm. Cái thứ tư là về việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đánh giá phê bình và tự phê bình từ hiện nghị quyết chương 4 là đến thời điểm này đối với từ cán bộ chủ chốt đối với cán bộ đảng viên từ cấp xã đến cấp thôn bản đến hiện nay là có chuyển biến và rõ rệt. Qua 4 năm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, kinh nghiệm lớn nhất mà Đảng bộ huyện Hoàng Su Phi rút ra đó là nghị quyết của Đảng bộ huyện là sự sàng lọc bởi những tinh hoa trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện những thành quả đạt được sau 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp ở Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì không chỉ khẳng định sức mạnh đoàn kết, quyết tâm rất cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện mà đây chính là cơ sở, là tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì vững bước trong những năm tiếp theo. Bản tin an toàn giao thông. Bản tin an toàn giao thông Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tổng hợp tình hình về trật tự an toàn giao thông ngày 11 tháng 9 do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cung cấp. Trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 58 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 17 trường hợp, mô tô 33 trường hợp, xe đạp điện 8 trường hợp với các lỗi vi phạm chủ yếu: không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không thắt dây an toàn, không mang theo giấy tờ xe và một số lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là 18 triệu 950 000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2014 do Trung tâm khí tượng Thủy Văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu công nguyên đá đồng văn, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Mục quảng cáo trên sóng phát thanh. từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2014 tưng bừng khai trương siêu thị Viettel tại số 288 tổ 5 phường Trần Phú thành phố Hà Giang khuyến mại điện thoại Nokia giá sốc tỷ từ, từ 199.000 đồng điện thoại cảm ứng thông minh giá trị từ 299.000 đồng và hàng ngàn phụ kiện siêu rẻ giá trị từ 19.000 đồng vào 18 giờ đến 19 giờ các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật từ 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 cứ khách hàng đến tham quan mua sắm tại siêu thị Viettel số 288 tổ 5 phường Trần Phú thành phố Hà Giang sẽ có cơ hội mua điện thoại Nokia 110 giá chỉ từ 199.000 đồng, điện thoại cảm ứng thông minh thời trang Wing Hero 35 với giá chỉ 299.000 đồng, máy tính bảng Lenovo A3300 giảm giá 1.700.000 triệu đồng chỉ còn 1.290.000 triệu đồng từ 10 giờ đến 11 giờ các ngày 12 tháng 9 đến 15 tháng 9 quý khách hàng sẽ được thừa sức lựa chọn điện thoại chính hãng với giá cực sốc mà không giới hạn số lượng. Bên cạnh đó siêu thị viettel khuyến mại phụ kiện giá cực rẻ chế độ bảo hành 1 đổi 1 đến 12 tháng nhân dịp khuyến mại thẻ nhớ 8 g giá sốc chỉ 89 000 đồng giá màn hình với giá chỉ 19 000 đồng hãy nhanh chân đến với siêu thị Viettel tại số 288 tổ 5 phường Trần Phú thành phố Hà Giang hoặc gọi ngay đến số 0219 625 0285 để sở hữu ngay những sản phẩm chính hãng giá rẻ bất ngờ cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn Viettel trân trọng kính mời Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay do Hải Hậu biên tập cùng các văn thanh viên tố loan nguyễn hùng thúy nội và kỹ thuật viên hồng nhung phối hợp thực hiện cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn